Hello anh em nhá. Đây hôm nay em Quân họ mi lên sóng cho anh em một em họ mi cao cầu này các bác này. Em này thì cao cầu chim đẹp, đuôi lá vả này các bác nhá. Em này thì hot căng hot chung là vẩy đuôi đập đuôi như khiếu luôn. Đấy, chim hot tốt, điện đóng căng và rất là cao cầu. Đấy, anh em nhìn này, chim dài, chim cao cầu rất là đẹp nha các bác nhá. Lên sóng chia sẻ với anh em, nếu anh em nào kết thì anh em alo cho em qua số điện thoại là 0978 767 689 nhé các bác nhá. Em này thì mang mã số là 2770. Chim cao cầu đẹp hot tốt. Nếu các bác nào kết thì alo cho em. Cái con chim này thì nó hơn 2 năm lồng rồi anh em nhá. Đấy, chim nó thuần khoảng 90-95%. Anh em nhẹ nhàng quen chủ có thể xách tay đặt bàn là hot chơi ok. Đấy, chim thì siêu cao cầu luôn anh em nhá. Treo ra hót, hót căng, hót sung một lúc là nó vẩy đuôi, đập đuôi như khiếu anh em ạ, rất là hay. Em này thì cao cầu móng mèo, lông lá bóng bộ đẹp anh em nhá. Hôm nay thì trời nó âm u, nó không có nắng, nó âm u nên là nhìn cái con chim nó hơi bị khi em quay lên như này nó hơi bị tối màu hơn so với ở bên ngoài các bác ạ. Chứ còn bên ngoài là nó sáng hơn như này, chân nó vàng cơ. Nó không biết sao quay vào đây thì cái lông nó lại tối như thế này. Cái lông cái chân nó tối, cái mỏ nó cũng tối hơn, chứ còn bên ngoài thì nó sáng hơn nhá anh em nhá. Lông lá em này thì đẹp. Các bác anh em nhà mình xem nếu kết thì alo cho em nhá anh em nhá. Chia sẻ về cho anh em mình chăm chơi nghe hot. Mẫu chim này thì đúng chuẩn mẫu chim hot luôn nha anh em mình nhá.